chai xong muối xong cà phê rồi cả xong chai các bạn mà tha chai các bạn nhé bóng ai can này chóp đặt ảnh nhộp đừng tập châu ngam mày hay còn phải nhâm cà phê hơn á mà tha trong châu ngam bọc kè á anh ấy cứ lút ven xả hàng tình hai xà mẹ luôn sân màn à lỡ ăn buồn lắm ăn buồn lắm bây giờ ta nè lộ sạc với đá rùa chá đây là bây giờ ta nè lộ trong sạc với bây giờ là bỏ on á nhùm hai kê mà ư mẹ nà cái thơ chân đấy à nhông ngợp ta dí bông ta là bỏ dân ngợp chắc em ấy ta bởi xin chỉ cho ngồi căn ta em á bán ban quên hay thông tiết bông ơi vậy bị đạc lại nà có chỗ đó đây à có vậy mà nè tích nhỏ nè khlay khlay có sự ngóm có ở comment nè quật trăm chan mà tinh mò nhông môi thằng sang nhông lươn hot ta bằng ai nghe thở gọt ôi mò sao mà lỡ á mà nửa pro kể lên nơi bị khổ mấy bông pra ai viết răng pra ai viết thông mà bông khang xí cái sủa ốc ôi cả đông chết thôi ta cái ốc sủa cái ốc vậy đó mày xua bằng ai kháng sấy cái này mình toàn là nghiệp trăm hai phó mà anh tranh ba tay thôi sấy kia trời đập ram xong thì mai ôi đập ram xong thì mai tại ban pin tì vẫn do thấy bông còn cút bông pro qua comment tha ở miền sông sa phong nâng ở miền sông sa nâng sông say ta là bắt tôi là bắt ăn mong chảy giấy á bông ạ, nơi lơ hay nâng nơi trong khăn này để xua trên kì anh đang tế khăn lơ xua rồi mùi cả khăn trong xua anh chào ơi anh đã chào ơi bên ca bảo hồ chìm hay là hả bởi nhóm với dùm tha khăn lơ xua trên khăn trong rồi ấy nơi trong kê bảo bá bông kê bình chia dân bởi dân nơi lơ kê dân miên sạch ấy cho bà thả năng khoang ừ cho bà thả năng ơi bà bẹt cái này hàm bột phơi càng nghe ngon với nhá cứ nẹt lơ lơ cứ bà bẹt cái này hàm ấp sư của bạn chặt chắc nghe cái này lo cũng sơ cái này crap bề mờ bông anh đang nhông cua chưa